Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Nghiện Mô Hình nha. Và hôm nay bên mình sẽ show ra một cái sản phẩm gần đây tụi mình có thể nói được là khá là hot trong cái sớm chơi Kamen Rider ở Super Sentai gần đây. Đó là những tấm cạc của Gotcha. Những tấm cạc này thế nào á, thì những tấm cạc này sẽ được chơi theo dạng như là TCG, tức là chơi theo dạng là bốc cạc random nhân phẩm may mắn. Và cái sản phẩm này đã được đưa ra thị trường gần đây cũng được tầm 1 tháng hơn rồi, và hiện tại đã được ra được là tổng cộng là hai phase là phase 00 và phase 01. Nhờ sản phẩm này đó là một phần đó, cũng là có thể chơi bằng cách nhiều cách chơi khác nhau như là sưu tầm hoặc là chơi dạng chơi chung cái DS Gotcha. Và hôm nay mình sẽ show về cái sổ tập hiện tại, coi như là quá trình thu thập của mình gần đây. Đó là tất cả những gì mình có hiện tại. Và sẽ cho các bạn xem chi tiết. Đầu tiên là nói về sản phẩm cạc Gotcha thì nó sẽ có chia lại tổng cộng rất khá là nhiều bậc. Nhưng mình sẽ nói tổng gọn vài bậc chính. Giống như là nó sẽ gồm là 6 độc hại chính. Ở đây sẽ bao gồm những gì? Tập đầu tiên thì hệ đầu tiên sẽ là hệ cơ khí. Đây, anh có thấy đây là hệ cơ khí. Đó, đây là hệ cơ khí. Nó sẽ có logo là cái xe với mũi tên lên, nó là hệ cơ khí. Và hệ cơ khí này sẽ liên quan tất cả đến những thứ liên quan đến các hệ thống phương tiện như là xe xúc, crossover, mad wheel là cái xe hơi đua, spycle là chạy xe đạp thiên hình, beat marine là dạng xe là tàu ngầm, steamliner là dạng xe tàu lửa, và cuối cùng là hikaskill là dạng xe cứu hỏa. À, ngoài ra bonus thêm được hai thằng nữa là Ecoaster là dạng chơi máy bay chiến đấu trực thăng, và Goldad là dạng xe đua mô tô. Đó là những hệ cơ bản sẽ đã xuất hiện trong Gotcha và được công bố trong 1 tháng qua. Tiếp đến là hệ sức mạnh. Đây là hệ sức mạnh, nó sẽ có được hình ngực cơ bắp và có thể tới màu xanh. Và những hệ này sẽ gồm những lá như là Aperosushido, Samurai, Doctrine Machine, Autogia, Pilot, này, cướp biển, Kakuyot là hình kiểu hình con một con như là tê giác hay là con gì đó có sừng trong hai cái rìu, kiểu thổ phỉ vậy á. Rồi, Dr. Gozo là nhà khoa học, Sasuke Maru ninja, Doripa là mũ nữ, Pearl Bang là nhà cao bồi, và cuối cùng là Waslachi đấu sĩ, là một lá bài xuất hiện từng xuất hiện trong tập phim gần đây luôn. Các bạn nào có thể bắt hiện xem những giải lá bài này hay công dụng của nó thì có thể xem tiếp các tập phim gần mới nhất của Gotcha nha. Tiếp đến là hệ côn trùng, sẽ có màu đại diện của mình chính đó là một màu vàng cam và cái hình là con bọ. Đây nó sẽ hình con bọ, và những hệ này liên tập trung chắc chắn sẽ vào đề côn trùng hết. Cũng như đại diện như đầu tiên là Kamatis bọ ngựa, Pika Hotaru cái này nam gọi là tiểu cường nha. Rồi, Hopper One, cháu cháu là một gương mặt khá gọi là tiêu biểu trong phim, các bộ phim về Kamen Rider gọi là xuyên giới đó. Thế đến là gì? Kaisabi, con ong với một cái mũi chia khá là chiến nha. Rồi, Chen Hojo là một con bướm, và cuối cùng là anh Chopper. Đó, anh Chopper
nhỏ nhưng mà đông, rất là mạnh. Tiếp đến sẽ là vài hệ hiện tại, những cái hệ này hiện tại đang chưa update nhiều, nó sẽ có vài lá trong khi 0101 thôi. Đây nó giống như là hệ thực vật, cái vật sẽ có hình cái lá đây. Bà tông chủ yếu trong đầu chủ đạo sẽ là một số lá cây xanh lục, và hiện tại sản phẩm mình đang nói chung là mình đang chỉ giữ được hai lá, nhất là của dây cổ hại này là Venom Red nấm độc và Burning Nero ớt lửa ớt cây. Đó, đọc cái tên thôi cũng đủ biết nó nặng cái đâu rồi. Tiếp đến một hệ của mình hiện tại cũng không có nhiều, đó là hệ năng lượng. Tông chỉ đạo sẽ khá là nhạt, nhìn màu xám và nhạt, và sẽ có hình hành năng lượng đi xuống, là hệ thể tích trữ. Và hiện tại hai cái mình đang giữ là Energy, hình hình một cái lon nước soda, và smartphone, một chiếc điện thoại. Tiếp đến là một hệ cuối cùng, đó là hệ sức mạnh quái vật. Nó sẽ có tổng mẫu đạo là một cam đỏ. Và hệ này chỉ thường chắc là sẽ không về quái thú nhiều hơn. À, hệ này tại mình đang có hai lá luôn, đó là Ganwell, một con cá voi, với Gorilla CC, một con khí đột. Đó là những hệ chính. Ngoài ra thì ở dòng gacha này nó sẽ có chia về cấp bậc cũng như phẩm chất của nó. Và ở đây thấp nhất sẽ là C, là Common. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn như lá sau như là rồi. C Carbantis. Đây hiện tại là những cấp bậc có hiện tại cơ gọi là cơ bản nhất của dòng phim gacha. Dựa vào những cái này bạn sẽ biết được về độ hiếm cũng như là về tính chất của từng lá bài. Như hiện tại lá thấp nhất nó sẽ là có chữ C Common. Đây thì hình ảnh nó sẽ không có gì đặc biệt hết, nó chỉ là một hình ảnh được scan lên và không sẽ không có nhiều chi tiết làm nổi bật lên, nó sẽ rất là bình thường. Và tiếp đến sẽ là cái bậc tiếp theo, đó là rare. Đây rare, rare cách đây không biết thì nó sẽ có chữ R ở dưới, chữ R, và nó sẽ có những cái phần hồ hologram đó, nó sẽ phản quang lại, nhìn cho ta thấy khá là bắt mắt và cũng như làm nổi bật lên cái hình ảnh của cái chiếc Steamliner luôn, cái tàu lửa này. Tiếp đến sẽ là lá SR. Đó, nếu R đó là làm nổi bật những cái hình ảnh màu sắc đó lên á, thì SR đó, Super Rare, và Super Rare nó sẽ đưa những cái phần viền vàng lên, cái tô thêm những viền vàng làm nổi bật cái phần hình ảnh lên. Đấy, nó sẽ thêm viền vàng, mà chưa kể cái hồng hora nó sẽ có thêm 7 sắc của dòng. Đó, tạo cái điểm bắt mắt những mạnh hơn cái lá này. Còn ngoài ra thì lá SR này sẽ có vài lá đặc thù, vốn là tính chất nó sẽ là SR, như là lá đây, như là đây, như là lá Rodas này, nó sẽ mặc định nó sẽ là SR chứ không phải là như là R hay là C như tụi lá kia, mặc định nó sẽ là SR luôn. Thì bốn tính chất đó từ đầu nó là phẩm chất lá cao, nó sẽ là SR. Đó, sẽ vậy, nó có đặc thù lá sẽ được đặc biệt thế này. Rồi, tiếp đến sẽ là những lá bậc cao như là Ultra Rare. Đấy, để thấy chưa, sẽ có một cái viền vàng ngay cấp cái năng lượng của nó là cái tên luôn, ngã con số trên đây nó cũng làm một hình màu vàng. Đó, nó sẽ rất là bắt mắt và làm nổi bật hoàn toàn, làm cho cái tấm lá bài này có thể nói là gọi là nó đặc biệt nhất cho so với những cái đựng lá cùng hình dạng với nó, hình ảnh với nó. Đó, nó sẽ có chữ R để cách nhận biết. Và cuối cùng sẽ là một lá gọi là lá đặc biệt, là lá S.
Lá này là lá mình nó sẽ khắc hình ảnh khác biệt luôn. Set fighter, và hiện tại lá ẹt hiện tại trong một phay thì lại chỉ có 3 lá nhất thôi. Đó, nó sẽ có 3 lá nhất. Và hiện tại ẹt hiện tại mình đang giữ lần có là 2 lá. Đây là lá X Visa và X Set fighter. Đó. À, gọi là điểm tuyệt đối. Không khác gì những cái lá khác hết. Rồi, ngoài ra thì bên ngoài các chat và những tấm kia thì mình sẽ còn một cái dòng, một cái trang khác nữa. Đó là Legend Rider. Biểu tượng bằng chữ L. Đó, những lá Legend Rider là những hình ảnh chứa những rider tiền nhiệm từ Kuga đến thời hiện tại luôn. Và ở khay 01 thì sẽ có sự kiện gồm những người như là Ito, đó, hình con rồng châu Á. Kuga, hình con bọ hung. DK, hình lá bài. Ozu, hình một con chim đại bàng, có thể nói là kết hợp với ba combo luôn. Gam thì có thể nhìn quá rõ rồi, nó cũng chói cam với lại Musugin mặc áo giáp của Samurai lên. Rồi Hibiki, một con quỷ Oni. Rồi Whip Master với cái thêm 4 cái trống đặc trưng của quỷ trong dòng phim của Hibiki luôn. Tiếp đến thì Saber. Đấy. Đó, hình một con rồng. Cái này chắc thì nó cũng khác gì mấy cái con rồng của riêng của Saber nha. Rồi tiếp đến là team của Geek. Và Geek sẽ thường là sẽ là một combo sẽ là hai đứa. Đây. Đó. Jin và Geek. Đây là và supporter riêng của bản thân. Tiếp đến là Nago và Kion. Đó. Nago hình một con mèo, có hình mèo 34. Còn Kion hình biên cô sử thật sự luôn. Không khác gì khác xa cái hình dạng Dero luôn. Rồi, tiếp đến Buffa, Bora, hai con bò luôn nha. Đúng nghĩa là hai con bò, một con bò thường, một con bò hút, một con bò máy. Đó. Rồi cuối cùng là Tycoon và Kagera, con lửng và cốc nó mang một tí ninja. Rồi và cuối cùng thì bộ sưu tập hiện tại nói chung nó cũng phải có một thứ gọi cái đặc biệt nhất, nói chung là mình hiện tại đang giữ hai lá đặc biệt nhất luôn, và hai lá này chỉ xuất hiện đúng duy nhất một tấm trong một phay, và một lá sẽ xuất hiện trong một bộ sản phẩm bán riêng, bán kèm riêng sản phẩm với lại cái đĩa quốc gia. Đó là One X, các One X lại Gotcha Commander. Cách để gây có cái tấm được Gotcha thì bạn sẽ phải mua về phay 00 thì nó sẽ cái chắc sẽ có một lá này. Còn lá Gish One X thì hiện tại trước thì có nhiều người nói là sẽ mua coi phim mà mới có tấm này, nhưng hiện tại thì Bandai nó cũng đã hỗ trợ cho người chơi thì có thể mua bằng cách mua One X Buckle thì sẽ có tấm này luôn. Thì đó là một cách để thương mại cái thị trường bán cạc của nó. Thì đó, hiện tại là hai lá này là hiện tại là hai lá giá trị cao nhất trong bộ sưu tập của mình luôn. Đó, thì tất cả những thứ mà tề tụ những cái cấp đặc thì nó sẽ tề tụ trong hai lá này. Đó, thầy thấy viền vàng để sắc cầu vồng đầy đủ, và hai lá này cũng là hai lá combo chơi chung với nhau. Thì có chat thì nó sẽ chơi chung bằng cách bạn chơi hai cái lá bài chung một bộ driver, và cách để nhận biết thì bạn có thể coi bằng cách này. Đó, ngay dưới góc phải sẽ hình cái logo của Rider đó luôn, để bạn nhận biết cái lá đó để chơi chung cái lá nào. Giống như đó, Godchat thì sẽ chơi Geek, Godchat thì chơi Geek One X, còn Geek sẽ chơi lại Godchat. Đó. Rồi, và đó là những gì mình hôm nay đã cho các bạn thấy về bộ sưu tập cạc Godchat của mình. Nếu bạn nào mà có chơi sản phẩm này thì có thể comment ở dưới khoe cùng với mình, để xem hiện tại có ai có nhiều cạc hơn, hay là những đồ bạn có những lá bài hiểm nào thì có thể comment ở dưới để cùng khoe với mình. Rồi, link này là hết. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Nếu các bạn có thích xem video này thì có thể like hoặc là thả tim, cũng như là đăng ký vào kênh của mình để mình có động lực để ra nhiều sản phẩm hơn, hay là những clip về review đồ chơi mới hơn. Hôm nay coi cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những clip sau. See you.